Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Các bạn có bao giờ thắc mắc rằng là người yêu của một YouTuber làm review về nước hoa, có rất nhiều nước hoa ở đây, thì người yêu mình thích gì hay không? Thực ra thì nếu mà ông nào trả lời được thì ông có thể inbox cho tôi. Tại vì đến cá nhân tôi cũng không biết rằng là người yêu tôi thích gì. Rõ ràng là cùng một mùi hương. Tối nay hỏi thơm không? Thơm, em thích lắm. Sáng mai hỏi thơm không? Không. Mùi này kinh vãi, chả hiểu sao anh có thể xịt được mùi này. Mình kiểu what? Và rồi thì cái ngày mà mình được gửi rất nhiều nước hoa nữ ấy, thì người yêu mình có thử tất cả các loại. Và mình thấy rằng là mùi nào cũng thử một tí, nhưng duy nhất có một mùi mà người yêu mình xịt rất nhiều. Đây, đó chính là Jimmy Choo, I Want Choo. Trên hoa này nó đúng là nó đầy đến đây, nhưng mà người yêu mình đã xịt được gọt từng ngày. Thì các bạn biết rằng là người yêu mình sử dụng nó nhiều như thế nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review trên cái cảm nhận là một người thường xuyên phải ngửi cái mùi hương này, thì mình sẽ đánh giá mùi hương này như thế nào. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Nói về nước hoa của Jimmy Choo thì có lẽ rằng là mọi người sẽ thường không biết tới và nghĩ rằng là đây là một cái thương hiệu nó không quá là nổi tiếng. Nhưng với cá nhân mình đã thử qua một vài mùi của Jimmy Choo từ cho nam đến cho nữ, thì cá nhân mình đánh giá rằng là họ làm mùi khá là ok so với tầm giá. Đặc biệt là họ có những thiết kế cho nữ trong cái phần chai ấy, nhìn lúc nào cũng rất là hay ho. Đặc biệt đây, em này thì mới được ra mắt vào năm 2020, đó là I Want Choo. Đấy, các bạn này nhìn thấy là thiết kế chữ GC này ở phần này. Và rồi thì ở đây thì còn có cái này là cái vòi luôn nhá. Chứ hồi đầu tiên mình về mình không biết, mình rút ra mình cứ tưởng có nắp. Mình rút ra xong rồi mình lại phải đậy lại. Và thực sự là với cái thiết kế này mình nhìn rất là hay và nó khá là sang ấy. Đặc biệt là cái phần vòi này, các bạn nhìn thấy là nó làm sần sần bằng vàng, đúng rồi, cái chữ Jimmy Choo khá là ok. Cái phần vòi xịt cũng rất là ổn. Tóm lại là nếu như bạn nào mà chưa biết tới Jimmy Choo thì các bạn nên thử. Chúng ta đã quá quen với Chanel, với Gucci, với Dior rồi, nhưng mà Jimmy Choo cũng là một cái thương hiệu làm nước hoa khá là ổn dành cho nữ đấy. Tiếp tới chúng ta đến phần mùi hương, đây là phần khá là quan trọng. Thực ra thì người yêu mình ấy, thì có một cái tông mùi, đó là thích những cái mùi bám tỏa siêu tốt và nó có cái hơi hướng ngọt. Ngày xưa thì người yêu mình thích Baccarat Rouge 540 của MFK. Sau này thì kinh tế hơn thì xài Avenue Violet Bookwack, một mùi clone của Baccarat Rouge 540. Và đến em này thì mình đã biết lý do. Em này nó có độ bám tỏa rất tốt. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy được cái mùi cam. Mình thôi xịt luôn trên tay cũng được. Đằng nào trên tay mình chưa có mùi. Thì mùi này cũng khá là dễ chịu. Mình có thể nam mình có thể xịt được. Đây, các bạn xịt ra các bạn nhận thấy cái mùi cam và mùi hoa rất là thơm. Ngay khi các bạn xịt ra thôi, nó đúng là một cái mùi rất là thơm, rất là fresh, dễ chịu. Đó. Và cái mùi cam ở đây thì nó khá là mọng nước, và các bạn sẽ ngửi thấy một cái độ hơi hơi xốp của vani ngay xuất hiện. Nghĩa là ba cái nốt hương chính của trong nước hoa này thì khi các bạn mới xịt ra các bạn nhận thấy hết ở đây luôn. Chỉ là cái mùi cam ở đây nó rõ rệt hơn so với bình thường. Nó không phải là cái nét tép cam quá là tươi, mà nó là những cái gọi là như kiểu các bạn chụp ảnh để co ấy. Có nghĩa rằng là các bạn sẽ thấy để một vài bông hoa trắng, hoa cam lên, xong rồi một vài cái miếng cam được thái nhỏ lên đấy, và các bạn đưa lên mũi người thì nó y hệt. Và sau khoảng tầm 10 đến 15 phút thì nét của hoa cam lên cực kỳ rõ. Mình có cảm giác khi mình ngửi, khi nó xuất hiện, mình cảm giác là nó là một cái bông hoa, nó khá là dày cánh. Nó không phải là những cái cánh mỏng như kiểu cái hoa giấy đâu, mà ở đây thì bông hoa này cảm giác được tưới đủ nắng, được chăm rất là kỹ. Xong rồi các bạn sờ vào cái cánh, nó có một cái độ dày, xong rồi thêm một chút, mình cảm giác hơi một tí nhựa nhựa, sáp sáp một tí thôi. Và cái bông hoa này thì các bạn đưa thẳng lên mũi các bạn ngửi thì nó tạo ra cái cảm giác hơi nồng một chút. Thì đấy là cảm nhận của mình về I Want Choo ở trên da sau khoảng tầm nửa tiếng xịt. Lúc này ấy, cái nét ngọt của cam nó kết hợp cùng với vani, nó làm nền cho cái mùi của hoa. Theo ghi chú thì chai nước hoa này được xếp vào là vanilla trước, xong rồi mới đến hoa sau. Thì với cá nhân mình ở trên da ấy, thì mình nhận thấy cái mùi hoa cực kỳ là rõ rệt. Cái mùi ngọt của cam cũng như cái độ ngọt có phần hơi xốp một tí từ vani thì nó làm bổ trợ ở phía sau, nó làm cho cái mùi của hoa là được đẩy lên. Nó có cái độ ngọt
và nó có một cái độ cuốn hút, một cái độ quyến rũ, và nó làm cho cái mùi hương trở nên dày hơn cũng như là bám tỏa tốt hơn. Chứ nó không thực sự là, với mình cảm nhận thì cái vani ở đây nó không lên được quá là rõ rệt. Vì thế thì nếu như bạn nào mà đang mong chờ đây là một cái mùi vanilla, một cái mùi có thiên hướng gu măng, thì mình cảm nhận rằng đây không phải là cái mùi hương như vậy, mà nó sẽ có nghiêng hoa nhiều hơn. Và khi dry down ở trên da mình, có nghĩa rằng là sau khoảng tầm 6 đến 7 tiếng ở trên da, thì cái mùi hương lên cái nét xạ khá là rõ. Cái nét xạ sạch kết hợp cùng một chút ngọt của vani. Và cái mùi này mình ngửi thấy được sau khi mình ngủ dậy, có nghĩa là mình xịt từ tối hôm trước cho đến tận sáng ngày hôm sau 7-8 giờ mình ngửi trên tay, thì nó đây đúng chỗ này luôn. Thì nó lên được cái nét xạ cùng với nét ngọt của cam, và đặc biệt lúc này thì mình thấy là nó vô cùng hay ho luôn. Vậy thì với cái cảm nhận cá nhân của mình, mùi hương này nó có thực sự là một cái mùi hương đáng tiền hay không? Thì mình phải chia sẻ rằng là cái nét làm giữa hoa trắng cùng với vani, đặc biệt là hoa cam, neroli, rồi jasmine, rồi hoa huệ kết hợp cùng vani ấy, thì nó là một cái nét rất là phổ biến ở trên thị trường. Các bạn có thể tìm thấy ở những cái chai nước hoa như là Lancôme La Vie Belle này, rồi hôm trước mình có review chai Jean Paul Gaultier Classy Essence, cái mùi hoa trắng đi với vani và có gừng làm điểm nhấn. Chai nước hoa đấy thì mình thấy rằng là nó có bụi bóng đỏ rất là khủng khiếp và có nó điểm nhấn. Còn ở em này thì mình thấy là nó không thực sự quá là nổi bật, nhưng cái làm cái việc blend mùi ấy, thì mình tin là nếu như các bạn mang vài mùi giống nhau ở cùng phân khúc, cùng làm hoa trắng với vani ra, thì khi các bạn xịt lên tờ giấy và các bạn cho người khác ngửi, thì người ta sẽ rất là khó đoán được là chai nước hoa nào là chai nước hoa đắt nhất. Đôi khi còn đoán Jimmy Choo, I Want Choo này là một chai nước hoa gọi là blend mùi mượt và xứng đáng là chai nước hoa đắt nhất. Đấy, nên là có thể cái mark của chai nước hoa này nó hơi gọi là kìm hãm cái độ nổi tiếng, có thể được nhiều người biết tới hơn của mùi hương này. Nhưng mà với cá nhân mình, nó chỉ đạt ở cái mức gọi là tròn vai, có nghĩa là đáng đồng tiền. Bạn không bị phải gọi là mua cái mùi hương này nó quá là đắt. Bạn cũng không phải là một món hời, mà nó chỉ như là mình review chai YSL Libre ấy, thì mình cảm nhận là nó đáng đồng tiền, nghĩa là từng xu bạn bỏ ra thì nó hoàn toàn là xứng đáng. Và thêm một cái điều nữa mà mình muốn nói, đó là mùi hương này nó khá là an toàn, có nghĩa là nó không khiến các bạn phải wow ngay khi xịt, mà nó chỉ đơn giản là thơm ấy, được ấy, đấy, thế thôi. Vậy thì với một cái mùi nó an toàn, nó chỉ đơn giản rằng thơm thôi, thì nó sẽ phù hợp với cái phong cách cũng như là về cái thời điểm sử dụng ra sao. Thì với mình, mùi hương này so với những cái mùi hương làm hoa trắng kết hợp cùng với vani thì nó có phần sáng và trẻ trung hơn, đặc biệt là nếu mà so với chai nước hoa Lancôme La Vie Belle, một chai nước hoa rất nổi tiếng, thì em nó của Lancôme mình cảm giác là nó hơi dừ. Em này thì được blend một cách mượt mà hơn, được đẩy hoa trắng lên, vani làm thì có phần khá là mỏng, làm trợ, chứ nó không kiểu dày và ứ đậm như là ở chai Lancôme La Vie Belle. Là với em này thì mình nghĩ rằng là dành cho các bạn nữ cũng có thể là khoảng tầm từ 20 cho đến 21 tuổi trở ra, thậm chí là trẻ hơn cũng được, xịt chai nước hoa này cũng rất là ổn. Và cái phong cách để các bạn xịt chai nước hoa này thì với cá nhân mình, đây là một cái mùi mà mình đánh giá rằng là nó có một cái sự quyến rũ, một cái sự hấp dẫn. Nó không phải là cái sự quyến rũ hấp dẫn đến từ những cái cô nàng kiểu body nóng bỏng, xong rồi lúc nào cũng mặc những chiếc váy ngắn hở đùi rồi xẻ ngực như các thứ. Mình thì không biết các bạn có cái suy nghĩ sao, nhưng mà với mình thì các bạn nữ sẽ có 3 kiểu. Thứ nhất là kiểu sexy nóng bỏng, nghĩa là mặc kiểu hở kia thứ, hở cái những cái vòng 1 rồi khoe vòng 3. Cái thứ hai đó là hở kiểu vừa phải, nghĩa là nửa hở nửa che, nghĩa là các bạn sẽ mặc những cái áo gọi là hở vai, đúng đến đây chẳng hạn, xong rồi hở đôi vai trần, đôi vai trắng này, xong rồi các bạn hơi ôm body một tí. Còn một kiểu nữa là kiểu kín cổng thoát tường, thì đấy mình có 3 kiểu. Thì ở đây nó là cái kiểu ở giữa, nửa kín nửa hở, nó có một cái sự hấp dẫn, nó có một cái sự quyến rũ. Cái thời điểm sử dụng mùi hương này ấy, thì với cá nhân mình thì mình cảm nhận là sẽ dành cho những ngày xuân, thu và đông là ok nhất. Mùa hè thì có thể mùi hương này hơi ngốt, nhưng mà các bạn có thể sử dụng trong văn phòng. Văn phòng ở đây thì nó sẽ khác với YSL Libre. Nó là Libre thì các bạn sẽ mặc những cái bộ vest, nó trông nó hơi kiểu
lady, nó hơi kiểu quý cô, hơi kiểu quyền lực một tí. Còn cái mùi hương này thì mình nghĩ là sẽ làm cho theo cái kiểu công sở, mà công sở theo cái kiểu là các bạn tổ chức sự kiện, các bạn làm về cái mảng sale bất động sản thế thứ, nghĩa là các bạn cần một cái độ hấp dẫn, có một cái độ quyến rũ nhưng mà nó không bị đẩy đi quá đà. Đấy, nên là em này mà dành cho những bạn như vậy, xong rồi mặc những cái chiếc, những cái bộ váy nó hơi ôm một tí này, hoặc là các bạn có thể mặc những chiếc quần vải ống rộng, xong rồi khoác những cái áo trông nó cũng khá là sang và có một cái độ hấp dẫn, một cái độ quyến rũ. Khi mà ở Libre thì mình cảm thấy là nó không được quyến rũ mà nó toát lên cái vẻ kiểu chị đại nhiều hơn, thì các bạn có thể sử dụng em này. Em này thì các bạn chỉ đi chơi tối hẹn hò cũng rất là ổn, có nghĩa là dành cho những cái buổi đầu date, nó không kiểu khiến bạn gọi là quá là kín cổng, quá là khép nép so với anh ta, mà cũng không phải kiểu quá là mời gọi, nó rất là vừa phải cho buổi date buổi đầu. Thì Jimmy Choo, I Want Choo là một cái lựa chọn mà mình nghĩ rằng là các bạn nữ nên tham khảo. À, còn một cái điều nữa đó là bộ bám tỏa của mùi hương này. Thì cái mùi hương này nó bám tỏa rất là tốt. Mình khẳng định rằng là chắc là da ai phèn thì cũng phải được 10 tiếng. Mình chắc chắn là thế luôn, tại vì mình xịt lên tay từ 8 giờ tối mà mình đi ngủ. Đi ngủ các bạn biết rồi, lăn lộn suốt mà đến sáng ra nó vẫn còn mùi ở trên tay. Thì phải biết là cái độ lưu hương của nó tốt như thế nào. Và cái thứ hai là độ tỏa hương thì nó tỏa khá tốt trong tầm 3 đến 4 tiếng đầu. Về sau thì nó sẽ nhẹ dần. Và đến khi mà còn skin scent trên da, nó là một cái mùi xạ rất là thích. Mình rất thích cái nốt cuối cùng của chai nước hoa này. Với một cái thiết kế đẹp, mới ra mắt, cũng hot, thì hy vọng rằng là mọi người sẽ biết tới nhiều hơn về I Want Choo của Jimmy Choo. Không bị cái quan điểm rằng là nước hoa của Jimmy Choo không nổi tiếng thì nó làm không ra gì. Hy vọng video này sẽ truyền tải để các bạn một phần nào đó, để các bạn có nhìn, có nhiều góc nhìn mới hơn về những chai nước hoa có thể là đến từ những cái thương hiệu không quá là nhiều người biết tới. Và bạn đã sử dụng chai nước hoa này chưa? Thì hãy bình luận cho mọi người cùng biết ở phía dưới nhá. Và đừng quên việc like, share, ấn vào nút chuông, đăng ký để có thể nhận được nhiều video hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.